Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm món thịt kho củ cải. Trước tiên là mình xắt củ cải đây. Bây giờ là mình xong rồi mình rửa sạch. Bây giờ mình bỏ vào lên mình luộc củ cải. Luộc khoảng là từ lúc mà sôi tới khoảng 15 phút. Mình luộc khoảng 15 phút cho củ cải nó chín. Bắt đầu xong rồi luộc xong rồi mình sẽ đổ ra, đổ củ cải ra. Rồi quá trình mình luộc cải chín rồi, mình bây giờ đây là mình có thịt ba rọi ở đây. Thịt ba rọi thì mình bào và bỏ vào mình chiên, rồi là mình xào lên cho nó ra mỡ, cho nó ra bớt mỡ đi để hồi có mỡ nhiều nhiều để mình kho cái củ cải cho nó thơm. Thịt mình phải xào lại cho nó thanh, cái ra mỡ cho nhiều đó, cho thanh thịt lại cho nó ngon đó. Củ cải mà nước mình luộc có lên á, tại sao mà mình luộc không, mình luộc đi cho nó bớt cái nước nhìn nhịn, tại củ cải nó già rồi, nó cũng nhìn nhịn, mình luộc cho nó bớt cái củ cải cái để cái củ cải nó khỏi nhìn nhịn đắng đắng. Luộc khoảng 15 phút xong mình đổ ra đó, thịt cho mình xào nó thanh mỡ ra rồi nè, mỡ ra nhiều rồi. Trong quá trình mình đang xào thịt thì mình để ra đi lửa đi 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 nó mỡ nó ra cho nên nhiều, rồi mình đi làm gia vị. Đó, trong lúc mình thịt để nguyên cho nó ra mỡ thì mình đi làm coi như là gia vị. Ở đây tiêu này, ở đây có tiêu này, ớt này, hành này, tỏi này, mình cắt nhuyễn ở đây. Bây giờ mình đổ vô, đó mình đảo lên, thịt đã thấm với gia vị rồi. Bây giờ là mình sẽ đổ củ cải vào. Mình sẽ bỏ củ cải vào. Mình đảo lên. Trong quá trình mình chiên cái thịt này, chiên cho mỡ nó ra cho nhiều, cho mỡ cho thịt nhiều nó ra nhiều, xong rồi mình bỏ củ cải vào á, mình kho bắt đầu cái mỡ nó thấm vào củ cải á. Đó, kho cái món này lên ăn cơm với cơm coi như là khỏi bàn luôn á. Gia vị của nó thì mình có bỏ một muỗng bột canh, một muỗng nêm cà lo, một muỗng nước mắm, rồi là đường, bột ngọt. Đó. Đây mọi người, sản phẩm mình thịt kho củ cải ra xong rồi, xin mời mọi người cùng thưởng thức. Video tới đây mình xin kết thúc nha, xin chào mọi người nha.